Hôm nay thì không còn quạt nữa rồi. Hôm nay thì em lên cho cả nhà là bếp ga này, lọc không khí và nồi chiên không dầu các bác nhé. Các bác vào xem video là cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Cả nhà chốt mã nào thì liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208247 cho em. Em lên bếp ga trước này, lên nồi chiên và lên lọc không khí các bác nhé. Các bác vào xem video là cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh các bác nhé. Các bác chốt mã nào thì liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208247. Mã đầu tiên ngày hôm nay lên cho bác là một em zin lai phím nhấn. Con này là dòng chức năng này, có đồng hồ hẹn giờ này, có chế độ chiên rán và lò nướng 2 tầng lửa các bác nhá. Giờ em chào bác Đặng Ngọc Hậu nhá. Oh, xem video để cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh các bác nhá. Đấy, mã đời 2016 các bác nhá, zin lai phím nhấn đời 2016, thành vách xung quanh thì ok rồi ạ. Thành vách ok các bác nhá. Đấy, thành vách ok này. Con này mặt mũi ok quá nha. Mặt mũi không có nổ men ạ, à, không có cấn kiềng quá nhá. Mặt mũi ok này, không có nổ men, không có cấn kiềng. Thành góc cũng rất là đẹp luôn thôi nhá. Thành góc rất là đẹp. Ta zin lai nó những hai tầng lửa. Hay lò đủ đồ này, lưới sáng đẹp này, bếp dầu kim nhôm quá nhá. Một bên bếp thì nó bị rơi lập lá rồi ạ. Bếp cứng nhôm này, một bên bếp rơi lập là con nhá. Hay lưới thì sáng đẹp, hay lưới thì rất là đẹp. Lò nướng đây con này, kìa một cái lập là nó rơi bên trong cái phần bên trong cái kìa. Đấy, lò nướng sáng đẹp con nhá, lò nướng hai bên còn rất là ok này, sáng đẹp này. Nội thất sáng đẹp rồi, con này nội thất quá đẹp rồi. Nội thất sáng đẹp quá nhá, lò nướng thì có bấm bẩn dầu mỡ rồi nhưng mà cái lò nướng hai tầng lửa như thế này là cũng khá là ổn áp rồi ạ. Đấy, nội thất các bác nhìn này, con này thì quá ok. À, vâng, em chào bác Hữu Tâm, chào bác Lê Văn Bắc nhá. Ô, Huỳnh Nguyên ơi, hôm nay thì không có nồi áp suất ạ, hôm nay thì em đây chủ yếu là bếp ga, nồi chiên không dầu các bác nhá và lọc không khí. Mọi người xem video cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh các bác nhá. Còn em zin like nút nhấn này. Zin lai nút nhấn này, lò nướng dòng chức năng, lò nướng hai tầng lửa các bác nhá. Một đồng hồ hẹn giờ, lò nướng hai tầng lửa, mặt đẹp, nội thất sáng đẹp. Mã tiếp theo của bếp nhá, mã hôm nay là mã B. Mã tiếp theo hôm nay là B89 rồi. B89 thôi nhá. B89 đây cho bác em này với giá là 900.000 các bác nha. Đấy. 900.000 một em zin lai lò nướng 2 tầng lửa các bác nha. Zin lai lò nướng 2 tầng lửa này, mặt đẹp, nội thất sáng đẹp. Đồng hồ hẹn giờ, chức năng chiên rán. Mã số B89 900.000 các bác nha. Có bác nào chốt mã này? Dạ vâng ạ. Nồi ủ loại nhỏ dưới 2 lít thì em không có nha các bác nha. Đấy, các bác nào mà thấy cam nó hơi mờ thì các bác chọn cho em với cái chế độ Full HD cho em nhé. Chế độ Full HD thì nhìn nó sẽ rõ hơn ạ. Mà B89 luôn nha, giá 900.000 luôn nha. Các
vào chốt máy B89 liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208227 đi. Tiếp theo đây cho bác gặp em Paloma Nước Yến này. Paloma Nước Yến thôi nhá. Con này mặt đẹp này, mặt chưa thấy có nổ men, không thấy có cấn kiểu nữa. Mặt rất ok luôn này. Mặt đẹp thôi nhá. Mặt đẹp này, Paloma Nước Yến mặt đẹp. Con này phím 3 giây đấy con này. Paloma phím Yến đời 2019 ạ. Đời 2019 đấy. Mặt trên này nó không vấn đề, nhưng cái phần góc này con này, góc này nó hơi nổ men một chút nhá. Bếp ga chiết áp thì hôm qua em có một con em bán rồi, giờ bếp ga còn bếp bếp âm thì có chiết áp thôi, không có con nào bếp chiết áp em ạ. Hôm qua có một con chiết áp thì bán rồi. Cái gì nhỉ, góc này thì nó hơi nổ men một chút các bác nhá. Đây này, góc này nó bị chày này một chút này, thành vách xung quanh thì ok rồi. Đấy, thành vách xung quanh ok các bác nhá. Paloma Nước Yến. Lò nướng con này nó bám bẩn dầu mỡ thôi nhá. Lò nướng con này bám bẩn dầu mỡ, nó bị rắt tiền rồi, xong rồi nó không khá. Thay lò đủ đồ này, lưới sáng đẹp này. Thay lò đủ đồ, lưới sáng đẹp. Bếp con này là hộp kim nhôm thôi nhá. Bếp hộp kim nhôm này. Lò nướng đây con này. Lò nướng nó bám bẩn dầu mỡ nhá. Bên trong này, bên thành dưới này vẫn còn rất là sáng này. Hai bên này bám bẩn dầu mỡ này. Về nhà mình vệ sinh lại cho em này. Nội thất hai bên này, nội thất hai bên cũng còn tương đối sáng đẹp quá nhá. Đấy, nội thất sáng đẹp. Phím 3 giây đời 2019. Paloma Nước Yến đời 2019 luôn nhá. Mặt thì nổ men một chút rồi. Mã tiếp theo là mã B90. B90 em lên cho bác này với giá là 980.000 thôi nhá. 950.000 đi ạ. Đây, nó bị nổ meo một tí cái góc này này. Mất giá trị cái bếp rất là nhiều. B90 thôi nhá. B90 980.000 ạ. Hả? Con đầu tiên là 900. B90 thôi nhá. Paloma Nước Yến này, lò đẹp, lò ok, nội thất sáng đẹp. 950.000 thôi nhá. B90 này. 950k. Nay đang chưa tìm mấy cái bút lông đâu cho nên là cái bút nước nên là đi viết nó hơi là tí nhá. Có hay là có bác đợi em một chút nhá, để em tìm cái bút đâu đâu nào. B90 cũng nha, 950.000. Paloma Nước Yến thời 2019. Tiếp theo đây, đây là máy Paloma phím vặn. Paloma phím vặn con nha. Paloma phím vặn này, mặt con này. Mặt con này thì ok rồi con này. Mặt mũi thì tương đối là sáng đẹp nhá, mặt không có nổ men, không cấn kiềng luôn nhá. Mặt đẹp này, thành vách xung quanh thì ok này. Đấy, đời 2017 cũng nhá, Paloma phím vặn đời 2017. Mặt đẹp, thành vách, mặt đẹp này, thành vách ok rồi ạ. Đây, con này vẫn còn một viên pin đúng không này. Thay lò đủ đồ này, thay lưới sáng đẹp này, bếp hộp kim nhôm. Bếp hộp kim nhôm này con nhá. Đấy, bếp hộp kim nhôm này. Thay lưới đủ đồ này. Lò nướng con này thì bám bẩn dầu mỡ tương đối nhiều con này. Đấy, lò nướng này. Dầu mỡ bám rất nhiều luôn nhá. Nồi Tiger em có nhá, nồi chiên không dầu có ạ. Nồi Tiger để tí em lên một hai mãi quá theo dõi nhá. Nội thất thì cũng còn tương đối đấy con này. Bên đây nó bám bẩn dầu mỡ này tương đối nhiều. Hai bên đều bám bẩn dầu mỡ nhá. Con này thì được cái mặt đẹp. Paloma mặt đời 2017.
mặt đẹp nha, lò nướng thôi bấm bẩn rồi mỡ. Mã tiếp theo là mã B91. B91 này các bác này với giá là 880.000 luôn nhá. B91 này. Mặt đẹp có nha, nội thất thì ok. B91 880.000 ạ. B91 có nha, 880.000, Paloma phím vặn, mặt đẹp, nội thất ok. 880.000 ạ. Paloma phím vặn đời 2017 có nha. 880.000 mã B91. Nếu là chốt mã B91 thì liên hệ cho em vào số 0886208227 nha. B91 có nha, 880.000 ạ. Tiếp theo lên cho cả nhà là em Osaka ga thôi nhá. Osaka ga con này là mặt kính này, quên. Mặt màu xanh. Màu gọi là màu xanh nước biển luôn nhá, vẫn còn nguyên ống ánh kim tuyến này, bếp đồng đúng không này? Đồng có thấy đẹp chưa? Đồng còn rất đẹp luôn nhá. Bên này đồng thì còn đồng thì nó thành đồng đen mất rồi. Một bên đồng còn tương đối sáng đẹp. Đời 2008 Osaka ga, thành vách xung quanh thì còn rất là sáng này. Đấy, thành vách xung quanh sáng đẹp không nhá. Các bạn nhìn họng bên này còn rất là đẹp luôn. Osaka ga con này là một đồng hồ hẹn giờ. Đấy. Thay lò đây con này. Thay lò này còn rất là sáng đẹp này. Lò nướng này ạ. Lò nướng con này quá. Lò nướng hai tầng lửa như này quá là ok rồi các bạn nhá. Đấy. Bên dưới này các bạn nhìn này. Vẫn rất là sáng này. Lò nướng hai tầng lửa này. Còn rất là đẹp các bạn nhá. Osaka ga con này, ui nội thất sáng đẹp này con này. Nội thất rất ok nhá. Nội thất ok này. Osaka ga. Mã tiếp theo là mã B92. B92 nha, đây con này có giá là 1.900.000. Bao cho bác đủ đồ nhá. Con này đang thiếu tiền, bao cho bác là đủ đồ luôn. Bao cho bác đủ đồ nhá. B92 giá 1.900.000 Osaka kính thôi nha. Osaka kính mã B92 1.900.000. B92 có nha. 1.900.000 ạ. Hôm nay cái đang không tìm được cái bút nước ấy, để cái bút này lên nhìn nó hơi mờ chữ một chút coi nhá. Rất là mong các bác thông cảm. Không chuẩn bị hôm nay nó hơi kém tí. B92 có nha, Osaka mặt kính. Lò đẹp, nội thất ok, giá 1.900.000. Rồi chốt mã B92 liên hệ cho em vào số 0886208247 cho em ạ. Tiếp theo lên cho bác là một em Paloma phím vặn. Paloma phím vặn thôi nhá. Paloma phím vặn con này mặt đẹp đấy con này. Mặt con này cũng khá là ok. Mặt trên thì không vấn đề gì con nhá. Mặt góc bên đây này. Góc này thì hơi chảy một chút xíu thôi con nhá. Cái này nó chảy không nhiều đâu ạ. Hơi chảy chút xíu thôi. Đấy. Paloma phím vặn này. Mặt đây là chỗ này cũng có một vết cấn kiềng này. Một cái cấn kiềng nha, Paloma phím vặn con này đời 2016 ạ. Đời 2016 này, thành vách xung quanh thì ok rồi. Thành vách này không có, thành vách đẹp này. Không có cấn mất gì cả. Khay lò đủ đồ có nha, lưới sáng đẹp này. Bếp hộp kim nhôm. Đó. Bếp hộp kim nhôm có nha. Lò nướng đây các bác ơi, lò nướng con này này. Có bám bẩn dầu mỡ nhá. Đấy, bên trong này, bên trong còn tương đối sáng này. Trên thì dầu mỡ hai bên nó bám bẩn này. Nội thất cũng dầu mỡ bám bẩn các bác nhá. Nội thất con này cũng dầu mỡ bám bẩn. Con này. Paloma phím vặn luôn nhá. 2016. Mã tiếp theo là mã B. B93
cắm đầu xong. B93 luôn nhá. B93 đây cho các em này với giá là đây. 870.000 luôn nha. B93. 870.000. Rất là ok luôn. B93 cũng nha, 870k. Các bạn là chốt mã B93 liên hệ cho em vào số 0886208207 cho em. Paloma phím phản không nhá, đời 2016, con này lò tương đối ok này, nội thất sáng đẹp không nhá. 870.000 mã B93. Các bạn là chốt mã này thì liên hệ cho em vào số 0886208247 ạ. Lên cho cả nhà là một em Paloma nút nhấn thôi nha. Mình thôi đã thấy đẹp rồi. Paloma nút nhấn nha, con này mặt đẹp này, không có nổ ven, không cấn chiều nữa nha. Mặt rất đẹp luôn. Đấy, góc cạnh nó cũng không vấn đề gì đâu ạ. Góc cạnh đẹp này. Paloma nút nhấn thôi nha, không có nổ ven, không có cấn chiều gì cả. Quá đẹp luôn các bạn. Con này mặt đẹp nha, mặt ok này. Đời 2018, thành vách xung quanh nó ok thôi nha. Mặt đẹp này, thành vách sáng đẹp thôi nha. Đấy, con này thành vách rất là ok này. Paloma nút đủ. Ui, các bác phải nhìn như này các bác mới thấy nó đẹp này. Đây, cái quả kiềng này bép này. Lưới này sáng choang chưa? Đấy, nguyên bộ của nó sáng choang chưa các bác ơi. Bép này. Ôi, con này quá đẹp luôn các bác ơi. Bép con này quá đẹp luôn nha, quá xuất sắc luôn này. Kiềng lưới này. Trời ơi, con này xuất sắc này. Các bạn nhìn thấy cái họng bên đây các bạn sẽ thấy này. Đấy, họng này nó còn sáng choang luôn nhá. Lò nướng chưa xài các bạn nhá. Con này lò nướng chưa xài ạ. Đấy, nội thất này. Trời ơi, không có gì để chê. Đây, bác nào mà không cần dọn dẹp nhá, bê con này về dùng luôn ạ. Đấy, bê về dùng luôn các bác ơi. Quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Quá xuất sắc luôn các bạn nhá. Để xem nào. Paloma phím vặn đời 2018, mặt đẹp, lò đẹp, nội thất sáng đẹp, con này quá xuất sắc rồi. Mã tiếp theo là mã 94 hôm nay các bác em này lên giá là 94 lên các bác này giá là 1.980.000 thôi nhá. Đấy, quá xuất sắc luôn, con này mà đời cao nữa thì thôi. 94, 1.980.000 ạ. B94 coi nhá. 1.980.000. Đấy. Xuất sắc các bác nhá. Con này gọi là xuất sắc luôn. B94. Mặt đẹp, lò đẹp, nội thất sáng đẹp, nội lò chưa xài luôn thôi nhá. B94 1.980.000. Từ nãy giờ Paloma đây là Zinline con nhá. Zinline nút nhấn này. Con này mặt mũi ok này con này. Mặt mũi trên thì không vấn đề gì cả. Mặt đây, góc này nó cũng là bẩn thôi nhá. Con này bẩn thôi, thành vách xung quanh ok này. Đời 2016 này, thành vách xung quanh ok con nhá. Zinline nút nhấn đời 2016, thành vách xung quanh ok. Con này chủ yếu là nó bẩn thôi. Nó có mấy cái phần chặn mỡ của nó đây con này, nó bị oxy hóa một chút rồi nha. Đây này nó bị thủng lỗ rồi nha. Đấy. Các bác lưu ý ra một chút. Thay lò đủ đồ, bếp hợp kim nhôm đúc liền một khối luôn nha. Dầu mỡ nó bám bẩn rồi mình vệ sinh lại nha. Lò nướng đây con này, lò nướng con này bám bẩn dầu mỡ tương đối nhiều nha. Đấy, rất là nhiều dầu mỡ bám bẩn này. Nội thất hai bên thì bên đây thì cũng có một vài chấm oxy hóa thôi nha. Bên đây thì dầu mỡ nó bám bẩn rồi.
mặt đẹp rồi, loa thì bẩn, nội thất bẩn. B95. B95 thôi nha, B95 anh lấy con này thì giá là 680.000 thôi nha. Đây này, cái phần kia các bác lưu ý ra một chút này, cái phần cái chắn mỡ của nó này. Nó bị oxy hóa rồi nha. Đấy, nó bị oxy hóa một chút rồi. B95 thôi nha. B95 lên cho bác này với giá là 680.000. Zin 2 phím nhấn, mặt đẹp, nội thất ok, đời 2016. B95 680k thôi nha. B95 giá 680k. Hôm nay mua ghi cái bút này nhìn nó sẽ không rõ giá lắm thôi nha. Mong các bác thông cảm, hôm nay chưa tìm được cái bút kia đâu. B95 thôi nha, 680k. Em Hà Man thôi nhá. Hà Man, con này mặt đẹp này. Hà Man thôi nhá, con này mặt đẹp này. Mặt đẹp nhá. Cạnh bên đây thì nó bị chảy men, một nổ men một tí ở góc bên đây này. Đấy, một góc một tí thôi nhá. Con này nó như vết gạo, nó bằng hạt gạo thôi. Còn lại là cái phần mặt trên thì không có nổ men có nhá. Haman bên đây thì hơi oxy hóa một chút này. Đời 2013. Haman. Cái tội cầu thả thế đấy các bạn. Tóm lại là con này là khay hoặc là đủ đồ thôi nhá. Một cái ghép này. Khay lò đủ đồ các bác nhá. Khay lò đủ đồ. Con này thì hơi nổ mem tí góc bên cạnh thôi. Lò nướng đây con này. Lò nướng thì ok nhá, sáng đẹp này. Lò nướng hai bên thì rất là sáng này. Nói chung là có sử dụng dầu mỡ rồi. Em nói sáng là sáng ở cái khay dưới này các bác nhá. Chứ còn cái phần hai bên dầu mỡ nó bám bẩn rồi. Nội thất ok này. Nội thất sáng đẹp không nha. Hà Man nội thất sáng đẹp. Mã tiếp theo là mã B96. B96. Mặt gương đối ok này. Lò đẹp. Lò ok. Nội thất ok. Nội thất sáng đẹp. B96 lên cho bác này với giá là Hà Man với giá là 900.000. B96 không nha. Giá 900.000 ạ. B96 này 900.000 con nha. Hà Man. Con này lò đẹp, nội lò ok, nội thất ok con nha. Mặt mũi tương đối ổn. B96 là 900.000 ạ. Con ơi, con mã B96 liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208227 cho em. Zin 9 phím vặn con nha. Zin 9 phím vặn. Con Zin 9 phím vặn con nha. Mặt thì tương đối bẩn đấy, nói chung là mặt về cơ bản là chung cũng chưa có nổ men, cấn tiền không có nổ men. Nó bị cấn đây các bác này, cấn một chút ở đây nhá. Ờ, cấn cho các bác này này. Đời 2016, thành vách xung quanh ok này, con Zin 9 phím vặn đấy con này thì đây cái họng của nó hơi bị thủng lỗ một tí các bác nhá, bằng một hạt gạo đây nhá. Đấy. Mọi người lưu ý cho em. Không thì nói chung là những cái nào mà thấy ở trên video này em sẽ báo hết các bác, còn trong trường hợp mà có cái vấn đề gì báo nó còn thiếu sót thì các bác trong lúc mà nhận hàng các bác kiểm tra hàng cùng với bên giao hàng có vấn đề thì các bác điện lại cho em. Bếp hộp kim nhôm đúc liền một khối thôi nhá.
phim này nó vặn bé hồ kim nhôm cái gì một khối. Lò nướng đây con này. Nó bị tuột cái khay kiềng nhá con nhá. Kiềng với lại lưới với lại ốp là ở bên trong này đủ đồ nhá. Đấy nhá, nó bị kẹt ở bên trong lò này. Hai bên lò nướng thì bám bẩn dầu mỡ này. Đấy, cái thành dưới nó bị oxy hóa một chút rồi con này. Thành dưới oxy hóa một chút rồi nhá. Nội thất hai bên thì bên đây thì cũng chấm vài oxy hóa, bên đây nội thất sáng đẹp. Nói chung là thôi con này em để giá rẻ để các trải nghiệm nhá. Zin Line phím vặn đời 2016. Máy tiếp theo đây chú ơi, này giá là 580.000. B97 con nhá, 580.000. Với 550.000 đi. Đấy. Để các bác trải nghiệm nhá. Tất cả những cái sản phẩm rơi giá trên 400 thì bên em bao ship, à quên, bao lửa không nhá, em bao lửa không nhá, bao chỉnh lửa ok nhá. B97 này 550.000. Zin Line nút vặn đời 2016 không nhá. Có những cái khuyết điểm như này em báo hết được thôi nhá. Về ví dụ có vấn đề gì thì các bác điện lại cho em. B97 550.000. Lên chú bác của em Paloma Đức Hiến luôn nha. Paloma Đức Hiến con này đời 2011. Thành vách xung quanh ok rồi ạ. Đời 2011 cũng nha, thành vách xung quanh ok. Đây. Khay lưới đủ đồ các bác nha. Bếp hộp, bếp đồng này con này, đồng còn tương đối đẹp này. Đồng còn tương đối ok nha. Bếp đồng, khay lưới đủ đồ nha. Cái chỗ này nó có cái cấm kiềng một chút này. Mặt trên này thì không có nổ men nhưng có cấm kiềng thôi nhá. Đây này, cấm kiềng một vết nó rất là nhỏ thôi các bác nhá. Để các bác đấy chút này, lau lại thế nào. Nó có thể là cấm kiềng hay không hay là nó chỉ là cái bẩn thôi. Nó là cái bẩn thôi nhá. Cái vết bẩn thôi nhá. Đấy, vết bẩn thôi. Paloma Đức Nhấn. Con này lò nướng thì nó bám bẩn dầu mỡ tương đối nhiều này. Nội thất hai bên thì sáng, hai bên thì còn tương đối đẹp nhá. Nội thất hai bên còn tương đối đẹp như cái lò này. Đây các bác ơi, lò nó bám bẩn vào trên nó bị oxy hóa, nó mục một chút ở cái lò này rồi các bác này. Đây này. Đấy, nó thủng lỗ lò này rồi nhá. Nhìn. Nói chung là em nhiều khi em cũng không để ý kỹ đâu. Nhưng mà cái này thấy đây rồi, nó bị rồi ấy lò này các bác nhá. Rất là tiếc luôn. Paloma Đức Nhấn mặt đẹp, nội thất sáng đẹp, lò nội thất tốt. Má tiếp theo là má B98, B98 đây các bác này, giá là 550.000. Rất là tiếc lò. B98 550.000 thôi nhá. Cái cửa này mai em chỉ lại sau thôi nhá. B98 thôi nhá, 550.000 ạ. Con này thì quá là hợp lý luôn, bác nào không sử dụng lò thì bất chốt ngay con này thôi. Đây này các bác ơi, cái phần mặt trước này nhá, em không vừa nãy cũng không nghĩ, em nghĩ là nó có vết băng keo cơ, nhưng mà đây các bác này, nó có một cái vết gọi là vết nổ men đấy con này, nó do quá trình dò với nhau này. Đây một vết này, bên đây một vết này, đầu tiên em nghĩ là nó do cái băng keo nhưng không phải đâu nhá. Đấy, rất là tiếc luôn. 530.000 con nhá. B97 530.000. 97 98. B98 con nhá, 530.000 ạ. 530k nhá, con này nội thất còn tương đối ok. B98 thôi nhá, 530k nhá, Paloma Đức Nhấn. Bếp ga sáng đẹp, anh xem lại cho em, vừa nãy có một con rất là đẹp đấy ạ. B94 nhá. B97, 530.000. Cái này là em bóc đến đâu, khui đến đấy thôi nhá. À, em khui đâu, lên đến đấy. Gặp đến đâu thì khui đến đấy, gọi khui đến đâu lên đấy luôn nhá. Có thể nó sẽ gặp cái con rất là đẹp, có thể gặp con không đẹp nữa. Ba lộ à, Zin Line nút vặn con nhá, một em Zin Line nút vặn ạ. Con này cũng hơi tiếc một chút này, mặt trước nó bị nổ men đấy con này. Nổ men ngay thành trước nhá, cái này các bác lấy cái đề can nó dán lại là ok này.
Zinai Vĩnh Vạn đời 2014 này, bên đây cũng bị chảy này. Đấy, chảy nhá. Thành vách xung quanh này, bên đây cũng ok này. Chứ cái phần thành thì nó không có nổ, không có cấn mót gì cả. Nhưng cái mặt trên có nổ men đâu nha. Đó, men này. Con này nó đang bị thiếu lưới nướng à, thiếu lưới nhá. Con này đang bị thiếu lưới nhá. Bếp hộp phun nhôm thì hai bếp nó đều rơi lập là rồi. Lập là thì vẫn còn, em để bên trong lò nướng các bác nhá. Lò nướng bám bẩn dầu mỡ tương đối nhiều các bác nhá. Đấy, lò nướng bám bẩn này, nội thất thì sáng đẹp rồi. Nội thất thì vẫn dầu mỡ nó bám vào thôi chứ còn vẫn rất là ok nhá. Zinai lúc bạn. Zinai nút vạn đời 2014, mã tiếp theo là mã B99 các bác nhá. B99 hôm nay các bác này với giá là 580.000 thôi nhá. B99 580k các bác nhá. Zinai nút vạn khá, còn khá là ổn luôn nhá. B99 580.000. Các bạn là chốt là mã này lên giúp em số điện thoại 0886208247 cho em. Zinai lúc bạn thôi nha. À em xin lỗi, con này là Osaka ga. Osaka thôi nha. Osaka ga. Đời 2016. À đời 2018 ạ. Osaka ga đời 2018 nha. Ui à. Anh thêm 100 nên anh lấy sang cái 500k cũng được mà. Nói chung là 400-500k nó không chênh nhau nhiều đâu. Các bác xem những cái con đấy của em cũng được nhá. Con này đời 2018 này, thành vách xung quanh thì ok này các bác này. Đấy. Tại vì khui em gặp khui khập, em khui đến đâu thì em lên đến đấy các bác nhá, cho nên là nó sẽ có nhiều con, nó không thể là gọi là xếp kiểu xếp cọc ấy. Osaka ga đời 2018 các bác nhá, con nhìn thấy cái họng cũng thấy uy tín này. Mặt sáng đẹp này, không có nổ men không cấn kiềng nhá. Mặt thì không có nổ men không cấn kiềng. Toàn rơi đấy nhở. Mặt kính ở dưới là tí em lên mặt kính thôi nhá. Mặt đẹp không nha. Con lấy chưa nha. Osaka ga thôi nha, hai lò đủ đồ này, bếp dầu kim nhôm. Bếp con này nó không khác gì cái bếp của Zinai thôi nhá. Con này nó là bếp dầu kim nhôm với cái tiền một khối đấy. Nhìn ban đầu là có tưởng cái bếp của Zinai cơ. Osaka nó gọi là rất là đa dạng về mẫu mã thôi nhá. Đa dạng của mẫu má các bác nhá. Đây, bếp hợp kim nhôm đấy các bác này. Một bên bếp còn rất là sáng đẹp nhá. Đây, một bên bếp còn rất sáng đẹp luôn các bác nhá. Có mặt kính và xanh xanh kia là em lên rồi nhá. AB92 đây, giá mua hàng 1.900.000 các bác nhá. Hay lưới đủ đồ các bác nhá. Nhìn chả khác một con chim này. Lò nướng đây con này, lò nướng còn rất là sáng đẹp nhá, mới nướng 1-2 lần thôi. Đấy, còn rất ok luôn này. Nội thất sáng đẹp các bác nhá. Nội thất sáng đẹp, lò nướng đẹp, nội thất sáng đẹp. Đời 2018, đời 2018 Osaka. Osaka ga các bác nhá, đời 2018.
mặt đẹp, lò đẹp, nội thất sáng đẹp ạ. Em đây chú bác em này Osaka ra đời 2018 mã B100. B100 đây chú bác này với giá là 1.080.000 các bác nhá. Lò nướng còn rất là sáng đẹp. Mặt đẹp, lò đẹp, nội thất sáng đẹp, bếp một bên rất đẹp luôn các bác nhá. Mã B100 1.080.000 ạ. B100 này 1.080.000 các bác nhá. B100 1.080.000. Các bác nào chốt mã B100 liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208227 cho em. B100 các bác nhá, 1.080.000 Osaka ga đời 2018. Mặt đẹp, lò đẹp, nội thất sáng đẹp. Osaka ga các nhá. Con này thì mặt màu cà phê này. Đấy, mặt màu cà phê, con mặt này rất là hay luôn các nhá. Mặt màu cà phê này. Osaka ga lút vặn này, cái mạ Việt à, cái mạ của cái núm của nó là mạ chrome này. Rất xinh xắn luôn nhá. Osaka ga. Phím khóa 3 giây này, đời 2015 này. Thành vách xung quanh thì ok này. Đấy, thành vách không có cấn móp gì cả. Mặt mũi sáng đẹp này, mặt mũi không có nổ men, không có cấn kiềng được các ơi. Đấy, mặt đẹp các nhá, Osaka ga mặt rất đẹp luôn này. Khay lưới sáng đẹp này. Bếp đồng này các này. Khay lưới đủ đồ nhá, cái khay của nó thì nó có bám bẩn dầu mỡ rồi. Bếp đồng này, đồng còn rất là sáng này. Cái này đồng cũng rất là đẹp luôn này các này. Đấy. Còn cái khay dưới thì họ có bám bẩn dầu mỡ một chút đấy nhá, về có vệ sinh đấy cho em. Osaka ga. Còn một cá nướng. Lò nướng vẫn còn tương đối là ok này. Đấy, lò nướng sáng đẹp này. Nội thất. Lò nướng có bám bẩn dầu mỡ nhá, sáng đẹp nó cũng không được sáng đẹp lắm. Có bám bẩn dầu mỡ các bác nhá. Về có vệ sinh lại này, hai bên bám bẩn dầu mỡ này. Nội thất thì còn tương đối nhá. Đây là cái phần dưới này. Dầu mỡ, nước nồi thức ăn nó làm nó oxy hóa một chút cái thành dưới này rồi các bác nhá. Còn lại phần trên này. Con này mặt rất hay luôn, màu rất đẹp luôn các bác nhá. Osaka nha. Mã tiếp theo là mã B101. B101 đây chú bác em này. B101 với giá là, lò nó hơi oxy hóa một chút, giá là 950.000 thôi nhá. B101 Osaka ga để màu, mặt màu cà phê nhá. 950.000. Osaka ga mặt đẹp không nhá, nội thất bếp cũng rất là đẹp luôn. Mã B101 950.000 ạ. Các bác nào chốt mã này liên hệ cho em vào số 0886208227 nha. B101 950.000 thôi nhá. Nhấn ngon nha. Zinai nút nhấn này, con này là mặt sơn. Zinai nút nhấn con này mặt sơn các bác nhá. Hai đồng hồ hiện giờ luôn, đời 2010. Thành vách xung quanh ok này. Thành vách xung quanh ok này. Bếp con này nó là hợp kim nhôm các nhá. Một bên này nó bị rơi lập là đây. Bên này, đây, bên này thì vẫn còn. Đấy. Bên kia nó rơi lập là, nó hơi chặt một chút em không tháo được đâu các bác nhá. Con này đây này, bên trong nó vẫn còn một cái kiềng để khay lưới này, ok này. Lập là bên trong còn thôi nhá. Lò nướng này, lò nướng này. Lò nướng 2 tầng lửa nhá, có bám bẩn dầu mỡ nhá, về vệ sinh lại coi nhá. Nội thất hai bên thì còn tương đối rồi, con này là Zinai mặt sơn. Lò nướng 2 tầng lửa. Zinai mặt sơn quá nha, lò nướng 2 tầng lửa, nội thất thì còn tương đối là ok. Mã tiếp theo là mã B102, em lên cho bác này với giá là 550.000. B102 quá nha, 550.000 ạ.
zin 2 phím nhấn mặt sơn. Lò 2 lứa 2 tầng lửa không nhá. B102 550.000 ạ. B102 có nha, 550.000. Zin 2 phím nhấn mặt sơn, lò lớn 2 tầng lửa. Paloma nút vặn có nha, đời 2018. Paloma nút vặn đời 2018 ạ. Mặt mũi ok đấy con này. Mặt mũi ok này. Mặt trên thì hơi nổ men một chút đi con này. Đây này, góc này nó bị cấn kiềng. Những cái này các bác lấy kiềng các bác che hết này. Đây là cấn kiềng một vết ở đây này. Họng này còn rất đẹp luôn. Thành vách xung quanh sáng đẹp con nha. Đời 2018, thành vách xung quanh ok. Paloma rút vặn. Thay lò đủ đồ này. Bếp hộp kim nhôm lưới sáng đẹp con nha. Bếp còn rất đẹp luôn. Thay lưới này, sáng đẹp đây con này. Đấy. Lò nướng chưa xài con nha. Lò nướng sáng choang luôn này. Chưa xài luôn này con này. Một cái chút nữa cái dầu mỡ nó bám bẩn là cái bếp trên nó rơi xuống rồi con nha. Còn cái bếp dưới lò nướng chưa xài nha. Nội thất thì quá xuất sắc rồi. Đây là con em pin nó rơi ra đây con này. Có mỗi viên rồi. Panasonic rồi. Nội thất sáng đẹp con nha. Dạ các bác chốt mã nào các bác liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208 nhá. Đấy các bác có thể gửi địa chỉ qua Zalo hoặc qua tin nhắn thường đều được nhá. Hoặc các bác là đọc cho bọn em xong em ghi lại nhá. Nói chung là địa chỉ các bác ghi kiểu gì cũng được. Đấy. Con này nội thất thì quá tuyệt vời rồi đúng không các bác? Nội thất quá tuyệt vời, điểm trừ duy nhất một vết cấn kiềng ở trên mặt. Đấy. Điểm trừ duy nhất đây con này, một vết cấn kiềng trên mặt nhá, rất tiếc luôn. Cái này các bác che kiềng sẽ hết này. Đây. Đấy, che thử kiềng xem nó hết không, đúng rồi. Che kiềng thì nó hết đây con này. Che kiềng đi, không nhìn thấy cái vết cấn đâu các bác nhá. Đấy. Các bác chốt mã nào các bác liên hệ cho em vào số 0886208247 nhá. Đây, còn trả các bác một viên pin này các bác nhá. Ok. Lò mặt lò chưa xài các bác nhá, nội thất sáng đẹp. Mã 1B103 đây các bác này, giá là 1.150.000 ạ. Paloma nút vặn đời 2018. Lò chưa xài luôn các bác nhá. Lò chưa xài, nội thất sáng đẹp. B103 này. 1.150.000 các bác nhá. B103 1.150.000 con này mà cái lò cái không cái cấn kiềng nữa thì nó giá nó phải 103 các bác nhá, 1.150.000. Một ghi nhá, một cái cấn kiềng trên mặt nó che kiềng nó hết rồi. Quá đẹp luôn, lò chưa xài luôn các bác nhá. Zin 2 nút nhấn con này đời 2017 quá nhá. Thành vách xung quanh thì ok này, thành bên đây nó hơi nổ men một chút đây con này. Đó. Thành bên đây hơi nổ men một chút nhá, còn lại mặt trên thì không có nổ men, không cấn kiềng gì đâu ạ. Đấy. Cái phần mặt trên nó không vấn đề gì con nhá, chủ yếu là cái góc này đây này con này. Góc này có một tí thôi này. Nói chung là để nhìn là phần từ đằng trên này thêm thì các bác sẽ không thấy đâu. Zin 2 nút nhấn này, khay lò đủ đồ này, lưới sáng đẹp này. Bếp con này nó là hộp kim nhôm đúc liền một khối các bác nhá. Bếp hộp kim nhôm đúc liền một khối này. Đấy, khay lò lưới sáng đẹp các bác nhá. Lò nướng đây con này, lò nướng con này còn rất là đẹp nhá. Lò nướng sáng đẹp này. Có nướng có bám bẩn dầu mỡ một chút rồi, về nhà mình vệ sinh lại cho em. Cái khay dưới này cũng vẫn rất là sáng này, hai thành hai bên sáng đẹp này. Nội thất sáng đẹp không nhá. Nội thất sáng đẹp, Zin 2 nút nhấn đời 2017. Mã tiếp theo là mã B104. B104 luôn nhá. B104
Đây các bác này đánh giá là zin này nút nhấn này lò tương đối ok này, nội thất sáng đẹp này, mà thì bị nổ men một tí ở cái góc bên kia thôi. B104 em lên cho các bác này cái giá là 1.100.000. B104 các nhá. 1,1 triệu các nhá, zin này nút nhấn. B104 1,1 triệu. Rồi chốt mã B104 liên hệ vào 0886208247 cho em. Một em zin này viền lốc các bác nhá. Zin này viền à, em xin lỗi, con này là Osaka ga. Osaka ga này, hai đồng hồ hẹn giờ này. Viền lốc này. Đời 2010 này, thành bên đây thì hơi oxy hóa một chút rồi. Đấy, đằng sau thì ok này, thành vách xung quanh thì ok này. Thành bên kia thôi. Bếp đồng các nhá. Bếp đồng này. Một bên đồng sáng đẹp, một bên thì nó bị rơi bất lập lá rồi. Một bên đồng, một bên nó rơi lập là, nó dính vào đây rồi anh không tháo ra nữa nhá. Đủ đồ các bác nhá, tiền của nó đây. Zin này viền à, em sẽ là Osaka ga là viền lốc các bác nhá. Phay lưới này, cái lưới này nó bị oxy, nó bị dầu mỡ, nó bám thức ăn nó bám vào đây. Nó bị bẩn này. Thành vách xung quanh ok các bác nhá. Thành vách xung quanh ok này. Lò nướng đây con này, lò nướng 2 tầng lửa nhá. Nói chung cái lò nướng 2 tầng lửa của Osaka, lò nướng 2 tầng lửa như này là cũng còn tương đối là ổn nha. Đấy các bác nhìn này, trên vẫn rất là trắng đẹp nhá. Nội thất hai bên này, nội thất hai bên cũng còn tương đối thôi. Bên đây đều có dầu mỡ nó bám bẩn vào rồi. Đây cái phần dưới này họ kê cái chỗ này, cái gầm này nó bị dính nước này, nó oxy hóa hết cái phần này rồi rồi. Đấy, rất là tiếc luôn. Osaka ga các bác nhá. Osaka ga viền lốc này. Hai lò nướng 2 tầng lửa, 2 đồng hồ hẹn giờ. Mã tiếp theo là mã B104. 105 các nhá. B105 em đây các bác, em Osaka này với giá là 1.900.000. B105 các nhá. 1.900.000 các nhá. Lò còn tương đối là sáng đẹp. B105 1.900.000 Osaka ga này, lò nướng 2 tầng lửa, 2 đồng hồ hẹn giờ này. Một triệu 900.000 có nhá. B105 Paloma nút nhấn thôi nhá. Paloma nút nhấn này. Con này cái mặt trước nó bị giò rồi con này. Đây này, mặt trước này cái thành ấy nó bị giò luôn rồi nhá. Đấy. Paloma nút nhấn, con này đời 2012. Thành vách xung quanh thì ok ạ. Thành vách xung quanh ok các nhá, mặt mũi là ok rồi. Paloma nút nhấn này. Mặt trên thì sáng đẹp này, không có nổ men, không cấn kiềng gì cả. Nhưng mà cái thành trước đấy con này, đấy con nhìn này, nó bị hơi bị giò một chút rồi con nhá. Con này nó bị giò mặt vào rồi. Giò cái thành trước đây này. Cái này cho mai trong cái quá trình chỉnh rửa nghe xem nắn lại sau. Cây lò đủ đồ này, lưới sáng đẹp này. Bếp con này là đồng, như đồng này nó thành đồng đen nó rồi con này. Đồng hai bên đồng đen rồi. Hay lưới sáng đẹp. Lò nướng đây con này, ui, bên trong còn nguyên một tấn giấy, người ta chắc người ta để thấm cái dầu ở trên nó rơi xuống kìa. Đấy, dầu mỡ bám bẩn này, à, dầu mỡ bám bẩn hai bên đấy con nhá. Nội thất này cũng dầu mỡ bám bẩn này. Nội thất bám bẩn, con này được cái mặt đẹp con nhá. Mặt đẹp.
nó nhấn mặt đẹp, mất cái đằng trước nó bị giò thì rất là tiếc luôn. Lòa đẹp, nội thất đến tương đối, giò mặt. Mã tiếp theo là mã B106. B106 thôi nha. B106 nên cho bác em Paloma nó nhấn này với giá là 700.000. Giò mặt đấy con này, còn lại cái mặt trên rất đẹp luôn, không có nổ men, không cấn kiềng gì cả. Giò mặt thành trước đấy. B106 700.000. B106 700k. Các bạn là chốt mã B106 liên hệ cho em vào số 0886208247 cho em. Nồi áp suất thì hiện tại em không còn hàng, hết hàng nồi áp suất rồi các bạn. Hiện tại là đang còn là nồi bếp ga này, nồi chiên không dầu này, lọc không khí này, rồi thì là hút bụi thôi nha. Zin 9 nút vặn thôi nha. Mặt mũi sáng đẹp này, thành vách xung quanh không có nổ men, không cấn kiềng gì nhá. Zin 9 đúc vặn ok này. Đời 2016. Bếp hộp kim nhôm luôn nhá. Bếp hộp kim nhôm đúc liền một khối này. Đấy, bếp thì còn tương đối sáng đẹp này. Cái này đi nhá. Cái này là cái phần cái mặt của nó đây cô này. Mặt dầu mỡ rồi bám bẩn rồi, về cô vệ sinh lấy ra một chút nhá. Zin 9 đúc vặn. Thay lò lưới còn tương đối sáng đẹp này. Lưới bên dưới người ta lót giấy bạc với nó rất là sạch, nó đỡ bẩn đi rất là nhiều các nhá. Đấy cũng là một cái mẹo nho nhỏ cho các bác dùng nhà bếp, các bác dùng lò nướng luôn, giấy bạc ở dưới nó đỡ bẩn cho bếp rất là nhiều luôn. Lò nướng này con này, lò nướng con này hai bên nó còn tương đối sáng đẹp này, nội thất sáng đẹp các nhá, nội thất đẹp. Zin 9 nút vặn, mặt đẹp, lò ok, nội thất sáng đẹp. Đời 2018. Mặt đẹp, nội thất sáng đẹp cũng nha, đời 2018. Mã tiếp theo là mã B107. B107 hôm nay cho các em này với giá là 1.150.000. B107 cũng nha, 1150 ạ. $1.150.000 không nhá. Mặt đẹp, lò đẹp, nội thất ok, mặt đẹp, nội thất đẹp. Mặt đẹp, nội thất sáng đẹp, lò ok, mã B107 $1.150.000 thôi nhá. Tiếp theo đây cho bác một em mặt kính nhưng mà giá thì siêu rẻ luôn. Đấy, Osaka ga cũng nhá, con này nó chỉ có một cái bên cảm biến này thôi này. Một đồng hồ hiện giờ, nói chung là con này là hình thức là toàn bộ là nó bị ôi bẩn, dầu mỡ nó bám rất nhiều luôn. Đây này, có nhìn kinh chưa. Thôi nhá, em bán mù cho con này, em thanh lý luôn cho con này luôn nhá. Osaka mắt ếch này. Bán thanh lý luôn nhá. Xem mỗi cái hầm gầm nữa rồi, bán thanh lý luôn cho bác này. Con có thể lựa chọn nữa. Thoải mái nhá. Gầm này nó cũng bên đây này, oxy hóa một chút này, bên đây cũng có một tí oxy hóa ở đây này. Nói chung là cái này chủ yếu thức ăn nó bám bẩn thôi. 680.000 mua nhá. Osaka ga. Mặt kính thôi nhá. Osaka ga mặt kính. Con này về có làm nó hơi mất công một tí. 680.000. Mã B108. B108 là gì? B108 không nhá. 680.000 ạ. À. Đấy. B108 680.000 thôi nhá.
Zin 9 đời 2013 cô nhé. Zin 9 đời 2013 cô nhé. Zin 9 phím nhấn này. Mặt mũi ok đấy cô này. Đấy, mặt mũi sáng đẹp nhá. Chị bẩn ơi, về cô vệ sinh lại nhá. Mặt mũi sáng đẹp Zin 9. Nút nhấn. Zin 9 nút nhấn cô này là dòng chức năng thôi nhá. Đấy, đồng hồ hẹn giờ này, chế độ chiên giá này, lò nướng 2 tầng lửa, Zin 9 nút nhấn, mặt đẹp. Khay lò đủ đồ này, lưới sáng đẹp này. Bếp nó là hợp kim nhôm cũng nha, một bên nó rơi lập là rồi. Rơi lập là nó vẫn còn bên trong lò đúng không? Lập là nó rơi bên trong lò cũng nha. Mặt con này thì mặt đẹp rồi. Lò nướng 2 tầng lửa này, cũng bám bẩn dầu mỡ một chút nha. Tương đối đây về các bác vệ sinh lại này. Nội thất thì sáng đẹp cũng nha. Nội thất sáng đẹp, Zin 9 mặt. Zin 9 2 đồng hồ, à 1 đồng hồ hiện giờ, lò nướng 2 tầng lửa, dòng khu chức năng, chế độ chiên rán. Mặt đẹp, lò đẹp cô nha. À mặt đẹp, nội thất sáng đẹp, em dùng lò thì nó tương đối thôi. Mặt đẹp, nội thất sáng đẹp cô nha. Mã tiếp theo là mã B109, hôm nay các bác em này với giá là B109 cô nha, 980.000. Mặt đẹp cô nha, dòng này dòng chức năng nha, lò nướng 2 tầng lửa cô nha. B109 cô nha, 980.000 cô nha. Còn 980.000 thôi nha. B109 giá 980.000 thôi nha. B109 cho 980.000. Các bác nào chốt mã B109 liên hệ cho em vào 0886 228 227 cho em. Theo lên các bác mọi em cũng rất vip luôn các bác nha. Đấy. Nhìn thôi là muốn bách bê ngay ở nhà này các bác nha. Nhìn thôi là muốn bế ngay ở nhà luôn rồi các bác nha. Zin 9 mặt giấy các bác nha. Zin 9 mặt kính mặt giấy này con này. Hả? Cái gì? Cái gì đó? Zin 9 không? Osaka các bác ơi, em xin lỗi nha, Osaka nha. Osaka mặt gãy nha. Osaka ga các bác nha. Đấy. Con này 2 đồng hồ hẹn giờ này. Chế độ chiên giá này, toàn menu nấu nữa, menu nướng này con này. Bếp hợp kim nhôm con này, bếp hợp kim nhôm đúc liền một khối, các bác nhìn cái bếp nó thì uy tín nhờ. Bếp rất đẹp luôn này, cái họng này con này.
họng còn rất đẹp nhá. Đấy. Họng đẹp quá nhá. Osaka ga. Osaka ga các bác nhá. Mặt kính. Màu con này màu đỏ mận đấy con này. Đấy các bác lau qua tí cái mặt tôi nhìn rất đẹp luôn đấy con này. Đấy. Thành vách xung quanh sáng đẹp đấy, con này là viền lốc các nhá. Dây gai này, con này vẫn còn này. Đời 2010. Đời 2016 các bác nhá. Đấy, Osaka ga con này mặt ghế đời 2016. Bếp nó rất đẹp luôn rồi. Lò nướng đấy con này, lò nướng con này nó là khay kiểu khay này các bác nhá. Khay nhỏ này chứ nó không phải lưới như cái loại lò kia. Nó một khay nhỏ này, bên dưới khay dưới nó còn rất là sáng đẹp đấy con này. Đấy, khay dưới sáng đẹp này, hai khay các bác nhá. Lò nướng hai tầng lửa đấy con này. Ui, lò nướng còn rất là đẹp nhá. Đấy. Quạt em hết hàng rồi nhá. Quạt hiện tại em đang hết hàng các bác nhá. Đấy, hôm nay hôm qua là hẹn các bác hôm nay lên quạt. Nhưng mà sáng nay có khách người ta đến người ta lấy hết cả lô luôn rồi. Nên là hiện tại là quạt em đang không còn. Lò nướng sáng đẹp đấy con này. Quá đẹp luôn nhá. Đấy, rất xuất sắc luôn. Nội thất ok. Ui. Nội thất con này sáng đẹp luôn các bác nhá. Nội thất sáng đẹp này. Nội thất này quá đẹp luôn các bác nhá. Nội thất sáng đẹp. Lò đẹp, mặt đẹp, nội thất sáng đẹp. Osaka ga các bác nhá. Dòng mặt gãy. Viền đỏ này, này. Viền đỏ mận này rất xinh luôn. Má tiếp theo là má B110 B110 các bác nhá. Lên số con này với giá là 3.600.000. B110 3,6 triệu ạ. B110 các bác nhá, 3.600.000. Mất rồi mới lại để đâu đi. Hả? Mất rồi nó quay đi quay lại không nhìn thấy đâu. B110 các bác nhá, 3.800.000 đấy. Quay lại một lần nữa cho các bác xem. 3.600.000 ạ. B110 3,6 triệu thôi nha. Đấy các bác nào chốt mã này liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208247 cho em. B110 3.600.000. Tiếp theo em lên cho bác là một em Norit. Norit các bác nhá. Em này có đồng hồ hiện giờ này, chế độ chiên rán nấu nước các kiểu này. Thành vách xung quanh ok này. Thành vách xung quanh sáng đẹp, còn dây ga nó bị cắt mất rồi. Đời 2010. Đời 2019 các bác nhá. Norit đời 2019 ạ. Mặt mũi trên ok các bác nhá. Mặt mũi con này đây nó cấn kiều một vết rất nhỏ đấy con này. Đấy mặt cấn kiều một vết rất nhỏ nhá. Những cái dòng Norit này họ thiết kế nó cũng rất là hay này. Cái bếp này nó hơi thấp xuống một chút đây này. Nó thấp xuống một chút này, nước nó trào bên trong và nó không bị tràn ra ngoài bếp nhá. Đấy cũng rất là hay các bác nhá. Norit luôn nhá. Norit con này là khay lò đủ đồ, lưới sáng đẹp cũng nha. Bếp hộp kim nhôm này. Bếp hộp kim nhôm này. Bếp hộp kim nhôm nha. Bếp còn rất là sáng đẹp cũng nha. Khay lưới sáng đẹp này. Lò nướng bên trong rất là ok luôn. Cái này lò nướng hai tầng lửa cũng nha. Đấy. Khay lò nướng đây con ạ. Khay lò lưới sáng đẹp. Lò nướng hai tầng lửa cũng nha. Bên dưới này còn rất là đẹp này. Lò nướng hai tầng lửa, khay dưới khá là sáng. Ui. Nội thất sáng choang luôn các bác nhá. Nội thất sáng choang này, quá đẹp. Quá đẹp luôn các bác ơi. Norit này. Đấy, nội thất đẹp này, lò nướng đẹp này.
Mặt đẹp này. Mặt này một chấm cấn kiềng này. Lò nướng hai tầng lửa. Mã tiếp theo là mã B102. B111 lên số bác nhá. B111 lên số bác này với giá là 1.300.000 ạ. Noric thôi nhá. Đồng hồ một, đồng hồ hẹn giờ này, lò nướng hai tầng lửa. B111 1.3 triệu thôi nha. Nội thất sáng choang luôn. B111 giá 1.3 triệu. Các bác nào chốt mã B111 liên hệ cho em vào số điện thoại 0886 208 247 cho em. Nồi chiên. Đấy, bác nào vừa nhắc nồi chiên nhá, dám lên nồi chiên luôn đây. B111 các bác nhá, giá 1.3 triệu. Để các bác nào chốt mã này liên hệ cho em. Đời 2019. Norit đời 2019. Ừ. Qua là chốt mã này liên hệ B111 giá 1.300.000 thôi nhá. Qua chốt mã này liên hệ vào số 0886 2028 27. Tiếp theo lên cho bác là em Zinai Thị Trấn thôi nhá. Con này là mặt men thôi nha. Sau con này thì em sẽ lên sang nồi chiên. Thì này mình nhớ này, mặt mũi ok này, không có nổ men, không cấn kiềng đâu nha. Mặt đẹp này, mà không có nổ men, không cấn kiềng. Xin like phím nhấn. Đời 2018, thành vách xung quanh ok ạ. Đời 2018 nha, thành bên này thì hơi cấn nhỏ một chút này. Đấy, nổ men một tí tí thôi nhá, không đáng kể. Bếp hộp kim nhôm đúc liền một khối thôi nhá. Ở bên trong con này còn có cái khay nữa này. Con này nó có hai khay nhá. Bếp hộp kim nhôm đúc liền một khối nhá. Con này bên trong nó có một cái khay nữa, nhưng nó bị oxy hóa cái khay bên trong này con này. Hai khay nhá. Một khay của lò, một khay như là một khay ngoài ấy. Lò nướng này quá này, lò nướng này bám bẩn dầu mỡ nha. Nội thất thì còn tương đối là sáng đẹp. Mặt mũi ok, lò nướng bám bẩn dầu mỡ. Nói chung là nội thất tương đối đẹp. Con này mã tiếp theo là mã 112. 1B112. Zin 2 nút nhấn. B112 em lên cho bác này với giá là 1.050.000. B112 cũng nha, 1050. Một triệu 050 cũng nha. Các bác là chốt mã này liên hệ cho em vào số điện thoại 0886 208 247 cho em. B112 1.050.000 cũng nha. Zina nút nhấn. Nina nút nhấn luôn nha. B112 1050. Qua là chốt mã này liên hệ với em vào số 0886 208 247 em. Bây giờ thì em chuyển sang nồi chiên các bác nhá, nồi chiên không dầu. Phụ kiện luôn các bác nhá. Phụ kiện nồi chiên luôn này.
luôn nhá, nguyên đai đi, kiện luôn thôi nhá. Đấy. Từ từ anh ạ. Chữ khác thì nó quên rồi. Em chỉ bê lên cho bác xem thôi, còn sợ em bê xuống thì em lên slide từ một con một nhé. Đây, 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 đây. Đây. Máy xí tóc của anh ơi. Máy xí tóc em vẫn còn. Xí tóc để mai nha. Ca ra la có nhá, một em nồi chiên không dầu. Khay bên trong này con này vẫn còn nguyên khay nhá, bên trong khay còn rất là đẹp này. Khay này con này còn nguyên chống dính nhá, nguyên ánh kim tuyến luôn nhá. Rất là đẹp nhá. Hả? Ừ. Tiền hả? Ok. Tiền đi ngay. Bếp từ đôi thì hiện tại là không còn. Đấy các bác nhá, khay này, lò này còn nguyên ánh kim tuyến nữa nhá, rất sáng đẹp này khay. Đây cái này là khay để nướng bánh này các bác này. La la la. Bên ngoài trông hơi bụi bẩn thôi. Để các bác lau đi cho em một tí nhá. Đây này. Đấy, các bác lau qua đi cho em một chút nhá. Là ok nhá. Bên trong có mối khay xe trên đấy con này, các bác nhìn này. Quá đẹp chưa? Đấy, lò đẹp chưa? Quá đẹp luôn nhá. Con này thì dung tích nó nhỏ thôi, dung tích công suất điện 100V và công suất là 1230W. Dung tích của cái khay nó khoảng tầm 3 lít các bác nhá, 2 lít rưỡi đến 3 lít. Đấy, các bác dùng nhà mình một người. Nhưng mà ít người thì dùng là nó ok này. Rất là ok, các bác lau qua cho em một tí thôi là nó sạch đẹp hơn rất nhiều. Carala này. Điện đoán nào. Đấy, điện đoán ok quá nha. Cái vừa nãy em dọc cái ra dưới nó hơi xước trên mặt một tí quá nha. Rất là tiếc luôn. Xước một tí thôi, không ảnh hưởng gì cả. Nên cái này với giá là 700.000. Mã tiếp theo là mã N113. N113 quá nhá, 700.000. N113 quá nhá, 700k quá nhá. Nồi chiên không dầu, mã N113. Hình thức rất lổ nát luôn, Carala. Dung tích nhỏ, mã N113 quá nhá, 700k. Lò rất là đẹp quá nhá. Nguyên cái thùng này nó là Carala hết các bạn. Nguyên thêm một hai con nữa xong nó thành lấy như thế nào các bác. Nguyên cái thùng này toàn Carala thôi. Con này thì lò nó hơi bẩn dầu mỡ một chút rồi. Lò nó bám bẩn dầu mỡ quá nhá. Về có vệ sinh lại đây một chút này. Con này hình thức bên ngoài thì đẹp hơn, nhưng mà lò bên trong nó bám bẩn dầu mỡ được một chút rồi các bác nhá. Đấy, điện đó ok các bác nhá. Cũng giống như con kia, công suất các thứ này y như con kia. Điện đó ok, con này thì lò nó không được đẹp như con kia. Mã tiếp theo bán N114 luôn nhá, 600.000. N114 thôi nha, 600k. Các bác nào chốt mã N114 thì liên hệ với em vào số 0886 28 27 nha. N114 thôi nha, 600k.
Tiếp theo là một em Carala nữa thôi nha. Carala này, con này thì cái logo nó hơi bị đây này, băng dính họ kéo vào đây này nó bị mờ hết mất cái logo rồi. Chữ ở đây rồi. Con này để đây này. Con này lòa thì đẹp nhá. Lòa đây còn đẹp đấy con này. Lòa sáng đẹp nhá. Xong rồi băng keo nó tương đối nhiều, con này nó mờ hết cái chữ đi rồi. Điện 100V này công suất 1230W thôi nhá. Xe điện nó báo giá luôn thôi nhá. Con này hình thức còn tương đối đẹp đấy thôi nhá. Đấy, điện đó ok. Mã tiếp theo là mã N115. N115 đây cho con này với giá là 650.000. Hình thức ok cũng nhá, về có vệ sinh với ra một chút. N115 650.000 ạ. Mỗi ngày thì em lên một thùng luôn nhá. Thùng thì tất nhiên nó có bụi bẩn một chút nhá. Đấy, nó bụi bẩn một chút thôi nhá. Để này bác lau qua đi em một chút này. À, rồi mới khui đi đường nó bụi bẩn rồi. Đấy, Carala con nhá. Xem điện đón thôi con nhá. Cũng giống như con kia, công suất các thứ là y như con kia nhá. Điện 100V và công suất là 1230W. Điện nó ok các bác nhá. Và con này thì vẫn còn nguyên cả khay lưới đây con này. Con này thì còn khay này, còn lưới này. Đây này. Khay xiên thiếu các thứ này. Đấy, lưới này. Còn nguyên chống dính luôn các bác nhá. Con này thì khá đẹp. Lò nướng này. Lò nướng khá đẹp nhá. Về có vệ sinh lại cho em một chút. 750.000. 750.000 mã N116. N116 nhá, về nhà mình vệ sinh lại ra một chút. N116 ạ, 750.000. Carala các nhá. Ngày mai thì em lên em sẽ khui trước ra, xong em lên thì là nó đỡ mất thời gian của các bác, thì lên như thế này rất là mất thời gian. Đấy. N116 các nhá, 750.000 các nhá. Đấy, các bác nào chốt mã này liên hệ cho em vào số 0886208247 cho em. Lên tiếp một thùng nữa đấy con nhá. Lên thêm 1-2 mã nữa rồi em sẽ lên trong lọc không khí. Thôi thì khui mấy cái con này thôi. Thì để chiều mai quá nha, mai khui sẵn ra lên, kéo lên ra lên, khui lâu lắm. Đấy. Lên tiếp cho bác là lọc không khí một em đai kim trứng. Đai kim trứng luôn nha. Đai kim trứng con này là trứng vuông. Đai kim trứng vuông thôi nhá. Công suất con này nó là 58W đời 2013. Đây, bác em test điện trước sau đó thì em ôi nhìn thế này thì bác không nhìn rõ nhỉ. Đấy, để em quay. Anh Cương á. Anh Cương anh hay gọi Zalo ấy. Đây. Đấy.
Hướng Nguyễn, anh ơi, anh tí anh liên hệ là Zalo em để em kiểm tra lại đơn hàng nhá. Các bác thông cảm cho em là đợt này thứ nhất là em gửi bên bưu điện, cái thứ hai là em đang gửi từ thành phố Hồ Chí Minh đi. Cho nên là những cái đơn hàng mà chạy ngoài Bắc thì hiện tại bây giờ nó sẽ chậm hơn một chút thôi nhá. Và các bác nào mà đặt hàng vào hôm thứ bảy đấy thì lên đến thứ hai nhà em mới gửi hàng đi được nhá. Đấy. Có một số những cái đơn hàng là các bác đặt hôm thứ bảy nhá. Như hôm qua, hôm xưa hay là đến thứ hai nhà em mới gửi hàng đi được. Sao giờ nhìn nó tối thế nhở? Streamer quá nhá, cũng phải streamer này. Điện đó thì ok rồi này. Điện đó ok quá nhá. Dòng này là dòng cửa cơ, toàn bộ cái phần Daikin này. Kể cả những cái dòng Daikin đời cao, ví dụ như Daikin thứ giác chẳng hạn, thì bây giờ nó là đang là cửa cơ quá nhá. Anh có đi. Mang khối con này, khối con này thì hơi đen một chút rồi nhá. Về con này nó bụi thôi. Về có vệ sinh lại nhá. Đấy, mang khối con này thì bụi rồi. Về vệ sinh lại cho em coi nhá. Công nghệ độc quyền của Daikin là công nghệ streamer. Streamer là công nghệ phóng điện luôn nhá. Công nghệ phóng điện, con này khối nó bẩn rồi. Về có vệ sinh lại này. Điện đóm thì ok quá nhá. Công suất là 58W. Cuồng nước bánh xe đấy con này, cuồng nước còn rất là sáng đẹp nhá. Cuồng nước bánh xe thì sáng đẹp luôn nhá. Còn rất là trắng xạ, trắng. Còn rất là đẹp luôn, vàng ươm luôn. 58W. Tai kinh trúng vuông. Mã tiếp theo là mã L117. L117 luôn nhá. L117 nên cho các em này với giá là 430.000. 400.000 đi. Con này hình thức khói nó ấy chứ. L117 cũng nha. 400.000. 400k cũng nha, mã L117. 400k. Mã L117 liên hệ vào số điện thoại 0886208207 nha. Để đây thôi. Rồi. Tiếp theo đây các bác là mấy em Pana công nghệ nano e. FVXG35 các bác nhá. Đấy, điện 100V này, công suất là 40W, đời 2012. Pana công nghệ nano e các bác nhá, công nghệ chủ đạo của Pana là nano e. Điện đó ok. Đổ dây. Điện đó ok các bác nhá. Điện đó ok này, quạt gió nó hoạt động này. Công nghệ Eco Navi tiết kiệm điện này. Panasonic Nano E các bác nhá. Điện đó ok. Mang phổi đây con này, phổi thì vẫn còn trắng nha, bên đây chỗ này này, khu này nó hơi giò một tí nhá. Panasonic công nghệ Nano nha. Xem luôn cái cuồng nước này. Bình nước luôn này. Cuồng nước con này thì khá là trắng đẹp quá nhá. Cuồng nước con này khá ok luôn này. Panasonic này với giá là 400.000 con nhá. L118 400k. Đấy, các bác là chốt mã L118 liên hệ vào số điện thoại 0886208207 em ạ. L118 nhá, 400k. Giờ này cho các em sắp khắp. Con này đây này, cái mặt trước nó bị vỡ, nó bị giò vào con này, nó bị nứt một chút rồi nhá. Nứt một chút là mặt trước nhá. Hành vách xung quanh thì ok, công suất là 54W, đời 2018, sắp tháp đời 2018 nhé. Công suất 54W ạ.
Điện đó ok quá nha. Con này cửa nó là cửa cơ. Điện đó ok, công suất là 54W đời 2018 quá nha. Vỡ cửa đằng trước một chút. Hộp buồn đây con này. Nước bên trong vẫn buồn. Quầng nước này, quầng nước bánh xe còn tương đối là đẹp các nhá, vẫn rất là xanh ạ. Tay em bê bếp ga nó bẩn đen rồi cái. Con này đang bị thiếu phổi nhá, thiếu màng khan quá nhá. Con này thiếu màng khan quá nhá, em thanh lý luôn đi bác em này. Sát khác 54W này. Giò đằng trước này nó bị nứt này, giò trước nứt này, thiếu màng khan. Hình thức khá là trắng trẻo, điện đó ok. Quầng nước trắng, quầng nước đẹp quá nha. Mã tiếp theo là mã L120 119 quá nha, 380.000. 380k quá nha, một em sát tháp 54W. L119 quá nha, 380.000. Pana có nha, Panasonic công nghệ nano e mã FVX M40M Econavi tín dụng điện này, bụi mịn 2.5 này. Con này cái nó vừa cái màng phổi của nó vừa là màng than thôi con nhá, màng nó rất là sáng đẹp đấy con này. Đấy, đấy, rất là đẹp luôn con nhá. Màng cổ rất là sáng đẹp đúng không nhá. Công nghệ nano e Panasonic. Công nghệ nano e. Điện 100V này, công suất con này là 52W đời 2017 quá nhá. Đời 2017. Cổ đi sáng đẹp luôn. Ecolavi tiết kiệm điện cũng nha, điện đó ok này. Con này có cả bụi mịn 2.5 nữa này. Đấy. Nano E Panasonic công nghệ Nano E, công suất là 52W đời 2017. Mã tiếp theo là mã L120. L120 có nha. Rất là trắng trẻo luôn, để có vệ sinh lại nha. L120 em lấy cho bác này cái giá là 580.000. Panasonic có nha. Phổi đẹp nha, em uống nước đã quên xem uống nước. Ui, uống nước trắng tinh luôn con nha. Con này phổi quá đẹp luôn này. Phổi đẹp này, uống nước trắng tinh nha. Đấy. Phổi đẹp, uống nước sáng đẹp nha. Đẹp luôn. Mã L120 580.000 con nha. Hoặc là chốt mã này liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208227 cho em. L120 580.000. Panasonic công nghệ Econavi này, công nghệ Nano E và pe bụi mịn 2.5 này. Cái gì cả, bỏi đẹp nhá. Uống nước trắng tinh luôn luôn nhá. Tiếp theo lên khoang của em sáp tháp. Sáp tháp con này công suất là 54W đời 2015 nhá. Con này được cửa điện này, xem điện đóm như thế nào đã nào. Cửa điện thôi nhá, con này cửa tự động này. Đấy. Điện đóm ok quá nhá. Sáp tháp quá nhá, điện đóm ok này. Xem luôn nội thất như thế nào không nhá. Tí nữa.
anh ơi, hàng kia ra bốc kìa. Uống nước bánh xe đấy, con này có dính một chút cặn canxi rồi nhá. Về qua vệ sinh lại cho em nhá. Đấy, uống nước cái bánh xe này chút có chút cặn canxi rồi. Khói đây con này, khói con này còn tương đối được nhá. Con này con ấy 5 mấy watt? Con này 52 watt. 52 watt. Đấy, đủ đồ các bác nhá. Khói đây con tương đối rồi, về con vệ sinh lại, à về con ấy lại nhá. Mã tiếp theo là mã cửa điện các nhá. Con này em lên cho các bác này giá là 121. Ờ 121 đây các bác này cái giá là 730.000 luôn nhá. Con này về qua của nước 730.000 đi. Là 121. 121 này 730.000. Quá hợp lý luôn. Đấy, về có vệ sinh lại chút nhá. Nó hơi sữa cái tháng trước nó hơi chảy nhựa một tí thôi. Là 121 không nhá, 730.000. Nó bắt đầu chút để em phun trước em đợi tiếp nhá. Chung là thôi thì hơi mất thời gian của các bác một tí. Nhưng mà nói chung là nó được xem hàng kiểu vừa khui luôn thôi nhá. Kiểu vừa khui luôn đấy. Đấy, hơi mất thời gian của các bác tí thôi. Nguyên đai nguyên kiện luôn các nhá. Panasonic này mã FZX FS35 này. Công suất là 40W đời 2010 các nhá. Công nghệ nano e quá nha. Xem cổ luôn các bác này. Cổ còn tương đối đẹp quá nha. Đấy, cổ con này còn tương đối đẹp này. Nồi cơm điện loại 0,5 lít thì em không quá nha. Sắp cột ạ. Sắp cột cho nó có lên được chứ gì. Sắp cột quá rồi đấy. Quá đấy, hàng VIP anh đợi em tí nhá. Em lên cho các bác một em cực kỳ VIP luôn. Tôi gọi là VIP vì VIP luôn. Đấy, đợi các bác đợi em tí. Nó lô nó sọ nẹ nên là cứ kéo bốc đến đâu thì lên đến đấy. Panasonic các bác nha. FV. Đây thì em lên cho bác một em gọi là VIP vì VIP luôn. Nano E này. Xem điện đóm như nào các bác nhá. Công suất này là 40W. Điện đóm ok các bác nhá. Đấy, điện đóm ok này. Bình nước được bác này. Nguồn nước con này thì nó có dính cặn canxi để có vệ sinh lại nhá. Máy tiếp theo là L122. L122 đây các bác em này với giá là 350.000 các bác nhá. Panasonic công nghệ nano e các bác nhá. L122 350.000. Công suất 40W L122 này. 350k. Bây giờ em sẽ lên các bác. Bây giờ thì mời các bác cùng chiêm ngưỡng một em hàng rất là VIP luôn các bác nhá. Đấy rồi, thùng rác rồi. L122
chuyển ra đây. Anh ơi. Đấy, các bác đợi em một tí nhá, vận chuyển ra đây, không cho các bác xiêm nữa em, thùng rác hàng vip vìm vịp luôn. Ừ, trắng. Đai kim cột quá đấy, nhưng mà đang không biết là nó lẫn với cái đoạn nào rồi. Viên cứ còn viên siêu thì em đã chưa cui được hết đấy. Mỗi ngày nào lên đến đâu thì em cui đến đấy. Đấy, bây giờ em lên cho bác một em hàng rất là vip luôn. Hả? Có loại bát là gì? Không có vỡ luôn. Hết rồi. Có một sáp. Sáp ấy. Đai kim thùng rác thôi nhá. Đai kim thùng rác này trắng như bông bưởi nhá. Đây là cái tay nhà em vừa bụi bẩn à, vừa lấy bê bếp ga nó bẩn nó bê vào luôn. Đấy nó vào nó dính nó bẩn đi thôi này. Đai kim thùng rác các bác nhá, trắng như bông bưởi luôn nhá. Đấy, nhìn này có rõ không ạ? À? Con đợi chút nha em chỉnh để cho các bác nhìn được kỹ, được nhìn rõ hết được toàn bộ cái phần thùng rác của nó nhá. Đai kim thùng rác các nhá. Con này là cửa cơ nhá, toàn bộ cái phần đai kim thì cửa nó cửa cơ hết các bác nhá. Công suất là 75W, mã sản phẩm là MCK70WKI, đời 2020 các bác nhá. Daikin thùng rác đời 2020 ạ. Công nghệ chủ đạo của Daikin, công nghệ độc quyền của Daikin là công nghệ streamer các bác nhá. Đấy, con này nó cũng có PM2.5 này, con này trắng tinh luôn nha. Đấy các bác nhìn thì có thấy trắng như bông bưởi luôn, gió thổi rất là mạnh, rất khỏe luôn. Đấy, con này nó có cả kết nối wifi đấy con này. Kết nối wifi đây này. Daikin thùng rác các nhá, hàng rất vip của hãng Daikin đời 2020. Đây cái chỗ cái này là băng keo nó dính vào về có vệ sinh nó ra một chút này. Cửa có toàn bộ phần Daikin nữa rồi, cửa cơ hết các bác nhá. Điện đó thì ok rồi. Công suất con này là 75W, đời 2020 các bác nhá. Đấy, đời 2020. Đây, có nhìn thấy cái phần trimmer của này. Đẹp chưa, xanh lét luôn nhá. Trimmer của này quá đẹp luôn nhá. Phổi này con này. Màng phổi còn rất là trắng nhá. Đấy, màng phổi rất đẹp luôn này. Bên trong màng than đủ đồ này. Thơm phức. Đó là muốn phòng mình không? Thơm phức luôn. Bình nước này con ạ, bình bù ẩm nhá. Buồng nước bánh xe này, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Rất đẹp. Thơm các bạn ạ. Con này thơm cực luôn. Daikin đời 2020. Đấy. Mã tiếp theo là mã L123. Lên cho các bác này với giá là 3.500.000 các bác nhá. L123 3.500.000. Đấy. Daikin thùng rác trắng tinh đời 2020. Công nghệ streamer các bác nhá. Công nghệ streamer. Các bác chốt mã này 31B à L123 liên hệ cho em vào số điện thoại 0886208247 cho em nhé. Hôm nay thì em lên 120, hôm nay thì em lên lọc khí này, nồi lồi chiên và bếp ga các bác nhé. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Nhật Bái Phương. Ngày mai thì nhà em lại tiếp tục bếp ga vào khung giờ từ 18 giờ các bác nhé. Khung giờ từ 6 giờ chiều đấy ạ, từ 5 6 giờ chiều nhá, khoảng tầm đấy các nhá, từ 6 giờ chiều đổ đi thì em bắt đầu live. Nói chung là nó sẽ có tùy theo công việc ấy, có thể những ngày này em sẽ live sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút, nhưng mà cứ khoảng trong cái tầm 6 giờ là có thể xem live của em được rồi nhá, 18 giờ chiều nhá. Đấy. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc mua hàng vui lòng liên hệ giúp em vào số điện thoại 0886208247. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Nhật Bái Phương. Xin chào và hẹn lại các bác các video lần sau ạ.